Konnichiwa, xin chào mọi người đã đến với kênh Kyuka Do CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách làm món bánh mì cuộn len. Đây là bánh mình vừa nướng xong nè. Đây là món bánh mì đang rất hot. Hôm nay mình sẽ làm món bánh mì cuộn len này với máy làm bánh mì đa năng. Mời mọi người vào xem và cùng làm nha. Nguyên liệu để làm bánh mì gồm có bột mì, 300g bột mì, 50g nho khô, 100ml kem sữa tươi, 30g đường, 1 muỗng cà phê muối khoảng 5g, 80ml sữa tươi. Sữa tươi mình hâm nóng lên ha, hâm cho nó vừa ấm thôi, khoảng 30 độ. Và đây là bột mì của mình sử dụng, là bột mì làm bánh nha mọi người. Nếu ở Việt Nam thì mọi người mua bột mì số 8, còn ở Nhật là Hakuriko, là bột mì để làm bánh nha. Và đây là men nở, instant yeast, là men nở ha. Men của mình đã cũ rồi cho nên là mình phải thử cho nó vào sữa nóng, sữa ấm để xem nó còn hoạt động không ha. Một muỗng cà phê men nở là 3g, mình cho vào đây rồi quậy đều lên, để ở đây khoảng 10 đến 15 phút xem coi nó có nở ra không nha. Trong khi chờ men nở, mình sẽ cho bột vào cái khay này. Này là khay của máy làm bánh mì đa năng ha. Tiếp theo mình sẽ cho đường, muối và kem sữa tươi vào đây. Trứng gà cũng cho vào luôn ha. Cái men của mình để nãy giờ 15 phút rồi mà nó không có nổi lên. Nè mọi người nhìn thấy không? Còn nguyên 80ml sữa tươi à. Cho nên là cái men này nó không còn hoạt động nữa. Mình bỏ đi nha, không có sử dụng cái này. Mình sẽ lấy cái bịch men khác. Đây là cũng cùng một loại luôn nhưng mà bịch mới mình chưa có khui ra nè. Cái bịch kia coi như là hết rồi. Xong rồi mình không có sử dụng được nữa. Mình sử dụng cái bịch này ha. Đây là bịch mới. Bây giờ mình khui ra và lấy cái men của bịch mới này sử dụng nha. Ở đây là men của bịch mới mình vừa khui ra luôn cho nên là mình không cần thử nha mọi người. Cho thẳng men vào đây luôn ha. Một muỗng cà phê là 3g men. Rồi 80ml sữa tươi. Sữa tươi ở đây mình không cần phải hâm nóng nha mọi người. Hồi nãy vì mình muốn thử men nên là mình hâm nóng. Còn bây giờ mình không cần phải hâm nóng nha. Vì mình cho vào cái máy nè. Nó không cần phải hâm nóng nha. Rồi mình sẽ bấm nút start. Bấm nút start cho nó khởi động máy ha. Khởi động máy rồi mình bấm nút menu nè. Ở chế độ số 9 là chế độ trộn bột làm bánh mì. Ở đây nó để số 1. Mình bấm chỗ menu nè, bấm cho nó đến số 9 rồi ngưng ha. Rồi số 9 rồi, băng kia gì là làm nhồi bột làm bánh mì ha. Rồi bấm nút start thì nó sẽ chạy trong vòng 1 tiếng 55 phút. Đó, nó vừa nhồi bột cho mình xong rồi ủ bột luôn ha. Mình không cần phải làm gì hết, chỉ cho nguyên liệu vào thôi. Trong lúc nó đang làm mình có thể mở nắp ra xem ha. Nó trộn như vậy đó. Ban đầu nó quay chậm, xong rồi một hồi nữa là nó quay nhanh. Nó có từng chế độ của nó set sẵn ở trong đó rồi. Cho nên mình chỉ cần bấm nút thôi. Rồi máy đã quay xong 1 tiếng 55 phút. Nó ngưng, nó trở về số 0 rồi nè. Đó, nó đã ủ bột phình to luôn ha. Bây giờ mình lấy bột ra nha. Cho bột ra thảm. Cái bột này nó nhão lắm mọi người. Nó như vậy nè. Nó nhão lắm cho nên là mình cần sử dụng thêm một ít bột khô ha. Mình dùng bột khô thoa lên tay, lên thảm để nó không có bị dính bột nha.
Rồi vo lại thành một cục tròn như thế này, để mình dễ phân chia ra ha. Mình sẽ chia nó ra làm 5 phần. Rồi vo tròn cục bột lại bằng cách mình lấy ở ngoài, bột ở ngoài ấn vào trong giữa như thế này. Đó, cứ lấy ở ngoài ấn vào trong giữa, vo lại thành một viên tròn ha. Đó, vo tròn như vậy ha. Mình cứ làm như vậy cho hết bột ha. Tiếp theo mình sẽ ướp mặt láng của bột xuống như vậy và cán bột mỏng ra. Cái bột này nó dính ghê luôn á, mọi người nhớ thoa bột khô nhiều nhiều ha. Rồi cán mỏng ra như vậy ha. Tiếp theo mình sẽ dùng cái cây này để cắt luôn. Mình sử dụng cái chiều dài của cái cây này ha. Mình lấy hết chiều dài của cái cây này để cắt. Đó, mình sẽ canh cắt khoảng 2-3 ly ha. Cách cái khoảng cách đó, cách nhau khoảng 2-3 ly rồi cắt như thế này. Cứ cắt cho nó rời ra như vậy ha. Tiếp theo nho khô mình sẽ chia ra thành 5 phần, mỗi phần 10g mình cho vào đây. Để đều ra ở giữa phần chưa cắt và phần cắt như vậy ha. Rồi ướp hai bên hông của miếng bột cho như vậy để cho nho khô không có bị lọt ra. Và cuốn lại, cuốn từ trên này cuốn xuống. Đó, cuốn như vậy ha. Rồi như vậy mình đã được một khúc rồi nè. Còn 4 khúc nữa mình làm y như vậy luôn ha. Khuôn hôm nay mình sử dụng là khuôn 22cm. Mình cho một ít dầu vào đây. Vớt đều ra, cho dầu dính đều ra ha. Vớt dầu đều ra ở trên thành nữa ha. Rồi mình cho một miếng giấy lót vào đây. Để xuống dưới. Rồi cho bột bánh vào. Nhớ khi mình quấn, mình canh đều cái khoảng bề rộng của bánh á. Canh làm sao để 5 khúc bánh nó lọt đều vào đây ha. Mình đậy đắp bự lại và cho vào lò vi sóng, bật chế độ ủ bột và ủ khoảng 30 đến 40 phút. Mình đã ủ bột được 40 phút rồi nè. Bây giờ bột nó nở phình to ra rồi. Mình sẽ vớt lên trên bề mặt của bánh một lớp sữa tươi nha mọi người. Vớt lên đây một lớp mỏng thôi ha. Để bánh của mình nướng ra nó có độ bóng, nhìn hấp dẫn hơn ha.
Rồi trước khi cho vào lò thì bật lò lên cho nóng trước rồi mới cho vào nha. Nướng với chế độ hạ nhiệt 2 tầng 170 độ 25 phút. Sau 25 phút thì bánh của mình đã nướng xong rồi. Wow, vàng ơm. Nhìn hấp dẫn chưa nè. Cách làm hôm nay rất là dễ dàng và nhàn tên luôn phải không nè. Cho vào máy ấn nút rồi lấy ra. Cán bột cuộn bánh cho vào khuôn rồi nướng. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong món bánh mì cuộn len. Mình chúc mọi người làm đều được thành công nha. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy thích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kiều Cá Đồ GP để khi mình đăng clip mới, mọi người sẽ được xem đầu tiên. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến, xin vui lòng comment bên dưới clip. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hấp dẫn hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigo made mite kurete arigatou gozaimasu. Mata ne. Để mình bẻ ra cho mọi người xem bên trong của bánh mì ha. Nó mềm xốp và nở to ơi là to luôn. Đó, nhìn nó nè, ở bên trong nó nè, nó mềm xốp, nở to, mềm xốp, ngon ơi là ngon. Bánh này mình cho lượng đường rất là ít luôn, cho nên nó không có ngọt lắm, nó vừa ngọt thôi, không có ngọt lắm. Ngon và rất là đơn giản luôn, mọi người hãy làm thử nha.